Vâng, và đây là chương trình test trước sản phẩm khi sản phẩm lên trước khi lên đường. Đây là con Isotec BM8MK2 đẹp trưng của dòng này, là thuộc phân khúc khủng long nha các bác. Chạy 8 sò sách đỏ đen của Marantz và công suất lên tới 400W, và thiết kế của dòng khủng này có hậu rất là sâu. Và BM8MK2 là phiên bản cao nhất và là Isotec nha. Nó có bản BM8 rồi tới BM8MK2 rồi Isotec BM8MK2 nha các bác. Dòng này thì thiên về độ chi tiết, nó hay hơn 1250 rất là nhiều. Lực và chi tiết nghe thì các bác sẽ cảm nhận như những dòng high-end và ghép với những dòng loa châu Âu và loa đặc biệt đến loa Mỹ rất là hay nha. L100 Canterbury, L65 Dubai, L65A rất là tuyệt vời, trên đất Bát biết chép từng vế. Và sau đây em test gửi cho anh Nam ở Quảng Bình, Đồng Hới. Đây bật nguồn rồi các bác, điện 110 nha. Đấy. Chỉnh thì cũng ta chỉnh cho hai vế đều nhau nha, bát chép này. Đấy. Tùy theo ý thích. Là ba lăng em mày đánh hai cầu lo AB nha, cầu lo ở trong nằm này AB này, nó tách âm rất là hay nha, tại vì dòng khủng rồi. Rồi thì trong chiều nay em đóng hàng lên đường hết cho tất cả các bác đã đặt hàng nha.